Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ có một clip đi AI bằng tỉa nhé. Cho bạn nào đi AI bằng lính 2 mà khó quá thì mình sẽ dùng cái tỉa. Cái đi bằng tỉa sẽ rất là dễ và nó kiểu như ăn chắc mặc bền đấy. Mình đi đến đâu thì nó sẽ chắc chắn đến đấy. Và ngoài này một chút thì những clip mình làm sẽ có những cái nội dung chia sẻ kinh nghiệm ấy thì nó đúng có thể là 90-95%, sẽ có một số cái mà nó không được chuẩn. Mọi người có thể comment góp ý cho mình nhé. Nếu mà clip nào không tốt thì mình sẽ gỡ bỏ. Đấy. Còn nếu mà một vài thiếu sót thì mình sẽ bổ sung thêm ở phần mô tả hoặc là comment. Thì đi AI các bạn phải kết hợp giữa các yếu tố là nhanh tay, độ chuẩn xác và cũng như là phải có may mắn nữa. Thì đánh bằng tỉa này thì may mắn có khi là cũng không cần nhiều đâu. Vì là có quân viện trợ thì nó chỉ lâu hơn một chút thôi. Còn nếu mà lính 2 đánh bằng lính 2 có viện trợ thì nó gần như là sẽ bị thua ngay. Thì khi đi bằng tỉa mọi người phải xây hai nhà tỉa nhá. Lúc đầu thì chỉ ra ít tỉa thôi. Lúc đầu chỉ nên ra khoảng tầm 2-3 con. Chủ yếu là để dụ dụ quân ở trong địch ra. Nhà địch ra xin bằng lính 2 để có thể diệt rớt. Đấy các bạn thấy rớt ra rất là đông. Và các cái loại hạng nặng nữa. Đấy, chỗ này ra phải đến gần chục con rớt. Dùng lính 2 diệt. Sau cái đợt đầu tiên mình xin quân bằng lính 2 đấy thì mình không ra lính 2 nữa, mình sẽ ra tỉa. Để nó đứng ở ngoài này rỉa. Quân các bạn dùng lệnh trinh sát nhé, như mình đã nói ở một số clip. Thì lệnh trinh sát nó sẽ ưu tiên cái đơn vị mà nó gây sát thương tốt nhất trong tầm bắn của nó, sau đó sẽ đến cái đơn vị còn lại. Quân anh em cứ phải phục ở đây thôi. Đó, tỉa rỉa nhất là phá công trình mà không tốn quân. Sau đó cho quân vào thì phải dùng AMA cho nó vào sâu để phá torrent. Cũng như là các cái xe một của xanh. Thì clip lần trước mình cũng có đăng đi về đỏ đấy, thì nó do là mình mượn được nên là nó không được chi tiết và nó cũng mình cũng không có quá nhiều phân tích về clip đó. Đi bằng tỉa thì đấy mọi người có thể thấy đứng ở ngoài tỉa thôi. Có sau khi mà mình có khoảng tầm chục con tỉa ấy, thì mình không ra tỉa nữa, mình sẽ chuyển sang lính 2. Còn AMA thì bạn chỉ cần một nhà thôi và sản xuất liên tục nhé. Lúc nào cũng sản xuất liên tục. Để chơi bằng tỉa thì vào nhà nó sẽ lâu hơn, nhưng mà nó sẽ vào được. Các bạn chỉ cần đi đúng thì chắc chắn sẽ vào được nhà. Đấy. Đi AI ấy, thì là phá được cổng là một cái quan trọng nhất. Còn khi vào được trong ấy, thì việc triển khai phá nhà nó sẽ đơn giản hơn khá là nhiều. AMA các bạn xin để gây sát thương lên các cái đơn vị như là torrent là máy bay với lại xe một nó dễ dàng hơn. Do là đi bằng tỉa nên là khả năng phá công trình của mình nó khá là chậm. Đấy, nếu mà full lính 2 thì là phá công trình nó sẽ rất là nhanh. Được cái này thì mất cái kia mà. Sau khi vào nhà thì tỉa các bạn cứ điều động. Lúc này thì các bạn không cần dùng lệnh trinh sát nữa. Các bạn nhắm vào các mục tiêu chủ chốt của địch như là các cái tháp pháo hoặc là torrent gì đó. Torrent rất là nhiều luôn. Mình không may đã để mất hai con Jaguar rồi. Quân địch khá là đông. Có vẻ là do nick mình cũng có huy chương với lại cũng nâng mạnh ấy nên là đi nó cũng lâu nữa.
Thì có một lượng tỉa nhất định này thì mọi người chỉ cần ra lính hai thôi để nó phá nhà cho nó lẹ. Mình đã đi đến 10 phút. Lúc này mình cũng không không dùng tem nữa vì là biết không thắng được rồi. Nên là mình bút tạm như này. Thì nếu mà luyện tập tốt, đi dùng hết tem ổn một chút thì mình nghĩ là chắc chỉ tầm khoảng 10 phút thôi. Thế thì hiện tại ở League 4 là rất là khó đi. Mình cũng không hiểu tại sao, top chỉ có 9 phút thôi. Gần 9 phút thôi, không thể thấp hơn được. Đó, thì đây là một clip chia sẻ cách đi AI bằng tỉa cho các bạn nào mà muốn dùng tỉa ở các cái tầm level 13 đến 16, 17. Đấy, thì mình có thể dùng tỉa đi như này, nó sẽ khá là chắc chắn. Và đi các bạn đi đúng mà không có viện trợ thì sẽ win được. Đấy. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Chào tất cả mọi người.